Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đại tá Lê Hồng Nhân vừa đến thăm tặng quà động viên các gia đình thương binh liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn huyện Nghi Xuân nhân kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Lãnh đạo huyện Nghi Xuân cùng đi có trưởng ban tuyên giáo huyện ủy Lê Thị Thanh Tâm và ban chỉ huy quân sự huyện. Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng đoàn đã thăm hỏi và trao 4 suất quà cho các gia đình liệt sĩ. Nguyễn Cao Cường hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tại Quảng Trị năm 2020 quê ở xã Cương Gián, gia đình liệt sĩ Lê Hương Trà hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tại Quảng trị năm 2020, quê ở thị trấn Tiên Điền. Ông Nguyễn Đức Thuận, sinh năm 1947 ở xã Xuân Thành, thương binh 3 trên 4, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bị hoại tử cắt một chân. Gia đình ông Phan Văn Phiên, sinh năm 1935 ở xã Cổ Đạm, thương binh 3 trên 4, gia đình khó khăn, thường xuyên ốm đau tại các gia đình, chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đại tá Lê Hồng Nhân bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới những công hiến của các liệt sĩ, thương bệnh binh đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh mong muốn các gia đình nỗ lực vượt qua khó khăn bệnh tật, vươn lên trong cuộc sống, đồng thời đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm hỗ trợ các gia đình.